Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nếu như 10 năm trước cứ 11 người dân thì mới có một người cao tuổi, tức là tỷ lệ 11 trên 1, thì theo dự báo đến năm 2029, tỷ lệ này là 6 trên 1. Và ước tính đến năm 2036 thì Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già. Như vậy Việt Nam chỉ có 20 năm để chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già. Trong khi đó Nhật Bản là 26 năm, Mỹ là 65 năm, Thụy Điển có tới 85 năm. Điều này cho thấy việc chuẩn bị cho thời kỳ dân số già sắp tới là điều cần tính toán. Nhất là khi kết quả điều tra quốc gia về người cao tuổi còn cho thấy hơn 60% số người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu hoặc là rất yếu cần phải chăm sóc. Các bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi thường phải điều trị suốt đời. Dân số Việt Nam gần chạm mốc 100 triệu người và bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Chỉ khoảng 20 năm nữa thì Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn cấu trúc dân số già. Khi ấy thì tỷ lệ dân số cao tuổi càng lớn, gánh nặng đè lên vai những người chăm sóc như con cháu lại càng nhiều. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay các gia đình đều chỉ có ít con, thậm chí nhiều gia đình chỉ có một con thôi. Những người này có một những người con thì một thì chỉ trong từ 15 cho đến 20 năm tới sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc cho nhiều người cao tuổi và lo cho tương lai của tuổi già của mình. Điều đáng lo ngại là rất nhiều người trong số họ có kế hoạch, chưa có kế hoạch cho điều đó. Thành phố đã lên đèn, chị Thủy mới về nhà sau một ngày bận rộn ở bệnh viện. Bố mẹ, nấu cơm chờ sẵn, lũ trẻ đã được ông bà đón, đốc thúc ăn uống, học bài. Là con một trong gia đình và cũng là dâu trưởng, lúc này chị được cả ông bà nội ngoại hai bên giúp đỡ. Nhưng 10-20 năm nữa, chị sẽ phải chăm sóc cho 4 người già. Tôi bây giờ đang còn trẻ nên là cái vấn đề khi mình về già 15-20 năm nữa thì tôi thật sự là chưa nghĩ đến. Tại vì là công việc của tôi cũng bận rộn, tôi chỉ tập trung vào đi làm, kiếm tiền để nuôi hai con nhỏ. Chăm sóc bố mẹ còn chưa có kế hoạch, nữa là lo cho tuổi già của chính bản thân. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình hiện nay. Số người già đông hơn số người trẻ, và những người trẻ thì chưa nghĩ xa cho tương lai. Con trai tôi thì nó cũng chưa nghĩ gì là hình dung được là kế hoạch và hình dung được là sau này sẽ chăm sóc bố mẹ như thế nào. Mà hỏi xem cả mấy đứa bạn của chúng nó, cái tầm bốn mấy cũng thế, chúng nó đều vô tư chả nghĩ gì. Đoán tới năm 2030, nước ta kết thúc thời kỳ dân số vàng. Và đến năm 2040, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm 22%. Lo cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ chính là thông điệp mà các tổ chức quốc tế đang khuyến nghị với Việt Nam. Điều chúng ta phải làm ngay là cung cấp cho thế hệ trẻ những công cụ và kỹ năng để hoạch định tương lai. Thế hệ trẻ cần nhận thức vấn đề già hóa dân số đang diễn ra ở Việt Nam. Phải lên kế hoạch cho tương lai, đặc biệt là về mặt tài chính, cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều người trung niên bây giờ xác định tương lai sau này sẽ vào viện dưỡng lão ở nếu con cái không có điều kiện chăm sóc. Nhưng muốn vậy, họ phải chuẩn bị về tài chính trong nhiều năm. Đây là vấn đề không chỉ của cá nhân mà là của cả xã hội. Nhà nước cũng cần vào cuộc để chuẩn bị cho quá trình già hóa dân số sắp tới. Góc độ về nhà nước, về các tổ chức xã hội, chính trị và cộng đồng thì trước tiên là chúng ta cần có những cái chính sách để khuyến khích người trẻ có những cái chuẩn bị tích cực cho tương lai. Ví dụ là đào tạo, là việc làm, là cung cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp những nơi làm việc tốt để cho càng nhiều người bạn trẻ có tham gia vào lực lượng lao động và đóng góp cho xã hội và tích lũy cho bản thân càng tốt. Thật ra câu chuyện đối diện với tình trạng già hóa dân số thì không chỉ riêng ở Việt Nam. Chính sách một con hà khắc suốt mấy thập kỷ là một trong những nguyên nhân khiến cho Trung Quốc đang phải đương đầu với tình trạng già hóa dân số quá nhanh. Các chính sách cho phép sinh hai rồi khuyến khích sinh ba đang được triển khai cũng cho những hiệu quả nhưng chưa theo mong đợi. Theo nhiều chuyên gia, tình trạng chưa đủ giàu nhưng dân số đã già sẽ là một trong những vấn đề xã hội lớn nếu không tìm đủ nguồn lực để triển khai hàng loạt chính sách chăm lo cho người già. Từ khi con trai ra thành phố làm việc,
Hầu như quanh năm, bà Trần, 65 tuổi, ở tỉnh Sơn Đông, ở nhà làm nông, chăm sóc mẹ chồng. Vùng quê Trung Quốc thường chỉ có người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ, vì thanh niên thường đổ ra phố để mưu sinh. Bà Trần cũng như nhiều người già ở làng quê, chịu cảnh quạnh hiu, người già nương tựa lẫn nhau. Nhà cửa chỉ rộn ràng khi có con cái về quê mỗi khi có dịp lễ Tết. Vui nhất là thằng con trai, nó về nhà chơi mỗi khi nghỉ dài. Hôm nay làm bánh để đãi nó và bạn gái. Mong ước lớn nhất của tôi là được sống cùng con trai mà cũng khó lắm. Ở thành phố, muốn mua căn hộ đón ba mẹ lên sống cùng là chuyện cực kỳ khó khăn vì giá quá đắt đỏ. Đâu còn cách nào vì mưu sinh nên phải chịu cảnh để ba mẹ ở dưới quê. Còn ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, chính quyền cũng đối mặt với bài toán già hóa dân số quá nhanh. Báo cáo mới nhất, thành phố Bắc Kinh có hơn 4,4 triệu người trên 60 tuổi, chiếm hơn 20% dân số, chính thức bước vào xã hội già hóa dân số, tức là tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm từ 20%. Thượng Hải, một căn hộ cũ bình dân 2 phòng ngủ, giá trên 36 tỷ đồng, mức lương bình quân 40 triệu đồng một tháng, nên bản thân người trẻ đã phải vất vả lo cho gia đình, chỉ dám sinh một con. Thực sự tôi cũng không dám hy vọng con cái hiếu thuận với mình theo truyền thống là chăm sóc mình lúc già. Tôi chỉ mong con mình tự lo cho nó tốt và chúng tôi cố gắng ở trong nhà dưỡng lão khỏe mạnh. Theo Ủy ban Dân số Quốc gia, từ năm 2025, dân số sẽ tăng trưởng âm. Dự báo Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn già hóa nghiêm trọng vào năm 2035 với hơn 30% dân số trên 60 tuổi. Quy mô gia đình hiện nay là 2,62 thành viên so với 3,1 thành viên cách đây một thập kỷ. Áp lực đè nặng lên vai người trẻ trong chăm sóc bố mẹ hai bên. Hiện nay, hầu như người già ở nước này phải tự bỏ tiền ra để ở các nhà dưỡng lão hay tốn chi phí chữa bệnh nếu không có bảo hiểm. Trong khi đó, ở Nhật và nhiều nước tiên tiến khác, chi phí này hầu như chính phủ lo. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học diễn ra quá sớm khiến cho giới chức nước này gặp nhiều khó khăn trong triển khai các chính sách an sinh xã hội cho hàng trăm triệu người già. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Không chỉ có Trung Quốc, già hóa dân số hiện đã trở thành một vấn đề được đặc biệt quan tâm tại nhiều nền kinh tế lớn của châu Á. Một số quốc gia như là Nhật Bản hay Singapore đang thực hiện các chính sách và giải pháp sáng tạo để có thể nâng cao chất lượng đời sống của người dân cũng như giảm áp lực khi mà già hóa dân số. Singapore là một trong những xã hội già hóa nhanh nhất trên thế giới với tuổi thọ trung bình vào khoảng 83 tuổi. Chính phủ nước này đã đầu tư đáng kể vào các sáng kiến học tập suốt đời để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội. Skill Future, một chương trình quốc gia được ra mắt vào năm 2014, cung cấp cho mỗi người Singapore từ 25 tuổi trở lên một khoản tín dụng mở đầu là 500 đô la Mỹ mà họ có thể sử dụng để tham dự các khóa học kỹ năng. Khoản tín dụng này không hết hạn và chính phủ sẽ cung cấp các khoản bổ sung định kỳ. Một chương trình khác có tên là MediShield Life cung cấp bảo hiểm suốt đời cho chi phí nằm viện của người Singapore. Đây là một chương trình bảo hiểm y tế cơ bản được tài trợ thông qua phí bảo hiểm bắt buộc hàng năm, giúp thanh toán các hóa đơn viện phí lớn và các phương pháp điều trị ngoại trú tốn kém, chẳng hạn như là lọc máu và hóa trị. Hiện tại, khoảng 25% dân số Nhật Bản trên 65 tuổi và con số này sẽ tăng lên 40% vào năm 2060. Sự thay đổi nhân khẩu học như vậy sẽ gây căng thẳng cho hệ thống lương hưu. Chính phủ Nhật Bản đã tiếp cận đa hướng để đáp ứng nhu cầu của người dân Nhật Bản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2000, Nhật Bản đã triển khai bảo hiểm chăm sóc dài hạn, được biết đến là một trong những bảo hiểm sức khỏe toàn diện và hào phóng nhất trên thế giới. Bảo hiểm chi trả cho các kế hoạch chăm sóc được thiết kế chuyên nghiệp và được chính phủ phê duyệt, nhằm cung cấp cho người cao tuổi sự lựa chọn về các mô hình chăm sóc khác nhau, chẳng hạn như sống trong các cơ sở chăm sóc có hỗ trợ, chăm sóc tại nhà và hỗ trợ mua hàng tạp hóa. Về mặt kinh tế, chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy việc tạo ra ngành công nghiệp chăm sóc người cao tuổi bằng cách khai thác lợi thế trong sản xuất công nghiệp, thiết kế và dịch vụ khách hàng. Ví dụ, các công ty Nhật Bản hiện đang đầu tư mạnh vào việc phát triển robot chăm sóc người già, thiết bị hỗ trợ người chăm sóc và các liệu pháp tái tạo tế bào sáng tạo. Những công nghệ mới nổi này sẽ không chỉ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu dân số già của Nhật Bản, mà còn có thể tạo ra một ngành tăng trưởng mới cho nước này. Với những quốc gia có tiềm lực tài chính vững mạnh như là Singapore hay là Nhật Bản thì họ sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ người cao tuổi một cách hiệu quả. Còn đối với chúng ta, Việt Nam, quy mô kinh tế thì còn khá khiêm tốn.
Vì vậy, sự chuẩn bị để đón đầu cơ cấu dân số già là cần phải tính toán ngay từ bây giờ để giảm áp lực cho hệ thống an sinh xã hội và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tương lai.